Hãy sống cho thật đáng để không uổng một kiếp người. Sống càng nhiều, ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất kỳ ai. Sống thật khó mà sao chết lại quá dễ. Hôm qua vừa gặp nhau đây, ngày mai đã phải chia lì nhau mãi mãi. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai, nhưng chết đi thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì có mà mất tình thì quá dễ hôm qua mới yêu nhau đấy hôm nay đã mất rồi mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, lãng quên nơi này để đi về một nơi chốn khác. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một bóng hình đã mất, khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn những mảnh phá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi mỗi một con người vì sợ bất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung cuối cùng thì ta nhận được gì khi còn sống trên cõi đời này tiền tài danh vọng hay sắc đẹp chăng không chắc chắn là không rồi vậy tại sao ta cứ mãi tranh giành hơn thua bon chen nhau ganh ghét đố kỵ nhau nếu sáng mắt mà thấy được cuộc đời vô thường mong manh dễ vỡ thì có lẽ tình yêu thương đã tràn ngập trên thế gian này rồi vậy hãy sống như ngày mai ta không còn được sống nữa nếu ngày mai bạn không còn tồn tại trên cuộc đời này thì hôm nay bạn phải làm gì sống như thế nào lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu tháng ngày hối hả trôi qua vạn vật đều theo luật vô thường mà hủy hoại, thoáng chốc phục tắt qua đi, để lại nỗi buồn sâu kín trong lòng người ở lại. Dù biết rằng quy luật sinh tử là lẽ ở đời, nhưng vừa đến lại đi, không ngăn nổi nghẹn ngào. Cuộc sống mong manh như một bình pha lê dễ vỡ. Chính vì thế, hãy sống làm sao để khi mình sinh ra mọi người cười mình khóc, khi mình mất đi mọi người khóc mình cười. Trong mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có một lần để sống. Hãy sống vì những ước mơ của mình. Ngay từ lúc này, hãy sống để trở thành người mà bạn vẫn ao ước hướng tới. Yêu thương khi trái tim còn đập. Khi về già, bạn chợt nhận ra rằng mình chẳng còn gì. Cả một đời tranh đấu ngược xuôi vì những lý tưởng riêng trong cuộc sống. Nhưng có mấy ai trong chúng ta tự đặt câu hỏi rốt cuộc rằng chúng ta đang có gì và được gì trên thế gian này rốt cuộc thứ gì thuộc về bạn câu hỏi này có thể có rất nhiều người muốn biết một vợ là của bạn ư không phải tuy hai người cùng nhau trải qua thử thách cùng sẽ chia niềm vui gần nhau về thể xác yêu thương nhau nhưng rồi sẽ có một ngày phải chia ly hai con cái là của bạn sao không phải tuy cha mẹ và con cái có mối quan hệ huyết thống sâu đậm có tình thân cốt nhục không thể đứt lìa nhưng cũng chỉ là niềm vui đoàn tụ hiếu thảo chăm nom lo lắng mà thôi khi bạn đi sang thế giới bên kia con cái cũng chỉ có thể đưa tiễn bạn chứ không thể nào đưa bạn trở lại nhân gian được ba tiền bạc là của bạn à không phải tuy bạn liều mạng kiếm tiền nhưng cũng nghĩ đủ cách để tiêu tiền ngay cả khi bạn có bao nhiêu cái tài khoản trong ngân hàng thì tiền bạc cũng vẫn là thứ sinh ra không mang đến chết cũng không mang theo được bốn nhà và xe là của bạn sau không phải tuy bạn sống ấm áp thoải mái nhưng ngày mà bạn lìa đời thì những thứ này chẳng còn là gì nữa dù có bao nhiêu tài sản thì nó vẫn là thứ khi sinh không mang đến khi chết không đem theo vậy thì rốt cuộc cái gì mới là của bạn cơ thể của bạn chỉ có cơ thể mới là thứ không bao giờ rời xa bạn sẽ cùng bạn đi hết cả cuộc đời chỉ có cơ thể mới có thể toàn lực bảo vệ bạn cho đến khi cạn kiệt sức lực cơ thể của bạn càng khỏe thì con đường mà nó đi cùng bạn sẽ càng dài không có cơ thể thì cuộc đời bạn đã kết thúc rồi. Vì vậy, bạn phải xem cơ thể, thứ duy nhất thuộc về bạn là vật quý vô giá, phải yêu thương nó, thỏa mãn mọi yêu cầu của nó. Bạn đừng bao giờ bỏ bê những việc có thể bảo vệ cơ thể như là luyện tập, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, phòng trị bệnh, giữ vệ sinh, giữ tâm trạng thoải mái, không bị tổn thương vân vân cơ thể có khỏe mạnh thì cuộc sống mới có chất lượng cơ thể khỏe mạnh thì cuộc sống sẽ dài lâu không có một cơ thể khỏe mạnh tức là không có sự sống có sự sống thì mới có tất cả không có sự sống thì mọi thứ đều không phải là của bạn vì vậy chỉ cần chúng ta còn sống thì chính là may mắn cần phải biết trân trọng đối với sức khỏe sự phiến diện còn đáng sợ hơn là vô tâm sai lầm lớn nhất trong đời là dùng sức khỏe để đổ lấy những vật ngoài thân. Đau thương lớn nhất trong đời là dùng tính mạng để đổ lấy ưu phiền. Sự lãng phí lớn nhất trong đời là dùng tính mạng để giải quyết những việc phiền muộn do chính mình tạo nên. Không có bất cứ thứ gì so bị được với sức khỏe. Hãy bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy quý trọng những gì mà mình đang có nghịch lý không thể ngược đời hơn của người hiện đại cần nhà hơn là tổ ấm người việt chúng ta với tâm lý an cư lạc nghiệp nên luôn muốn sở hữu một căn nhà vì vậy ai cũng phấn đấu kiếm tiền tạo được ngôi nhà mơ ước có người va nợ để mua cho được căn nhà rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần có nhà rồi chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường chứ không phải ở nhà chúng ta vẫn tiếp tục ra đường cài bừa, vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một căn nhà hơn là một tổ ấm? hai Đẻ con cho người giúp việc Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Cặp vợ chồng nào chẳng may vô sinh hiếm muộn thì quán hoàng đi bác sĩ đông tây đủ thể loại mong kiếm được một con. Trong mong như vậy, nhưng đến khi có con rồi, chúng ta mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trong nom chăm sóc. Việc dạy dỗ con cái cũng khoáng luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta, những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy, thì mãi mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được một hai tiếng đồng hồ. Vậy, chúng ta để con để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẩm bồng chứ đâu phải cho ta. Ba. Người nghèo sang hơn người giàu. Chúng ta ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi chúng ta sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì chúng ta gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ chúng ta không xài nữa, đã hư hỏng hoặc không hợp thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồn chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn người thành phố sao? 4. Kiếm tiền mua sức khỏe Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, vì thế chúng ta phải làm việc thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm tuần làm 40 giờ không đủ tranh thủ thêm cuối tuần. Hậu quả là cơ thể không một phút nghỉ ngơi khiến cho mắt mờ, chân rung, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rượu rã, phải vào bệnh viện. Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mà có lại đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Liệu có mua được không? năm Thế giới ảo thực hơn thế giới thật công nghệ càng phát triển chúng ta càng kết nối được nhiều người khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa ngồi một chỗ chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay nhiều quan hệ quá nhiều thông tin quá nên chúng ta không còn thời gian cho quan hệ thật đời sống thật nữa bữa cơm gia đình mỗi người bưng một tô ăn với một cái điện thoại gặp gỡ cà phê cũng mỗi người cầm một điện thoại hí hoái chấm quẹt thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ rồi lại cắm cuối chấm quẹt thế giới ảo hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi